Rồi, xin chào tất cả các bạn có mặt trong buổi ngày hôm nay. Chào ban tổ chức. Hôm nay thì chúng ta khởi đầu, chúng ta sẽ đi một cái chủ đề nó hơi là lạ, liên quan đến một cái câu hỏi của một bạn là cái sự phát triển của loài người ấy, nếu mà mình không có kích cầu nó, mình không có đốc thúc nó, thì nó đi đâu và về đâu? Thế lỡ mình không phát triển bằng các nước khác thì mình tụt hậu, mình lạc hậu thì sao? Đây là những câu hỏi rất nhiều bạn khi mà đi học về tâm thức, đi học về thiền, đi học về những cái gì liên quan về nhân cách, thì chúng ta lại thấy hình như những cái mà chúng ta lao đi hùng hục đi kiếm tiền nó giảm bớt, thì các bạn lại sợ bị mất động lực. Chúng ta mất động lực hay là chúng ta mất lòng tham? Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ này nha. Thì bài ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu nói về cái chủ đề đó trước, để giải đáp một cái câu hỏi mà rất nhiều các bạn hay thắc mắc. Chúng ta quan sát một số cái hiện tượng môi trường này. Chiếu lên màn hình nhé. Đây là một số cái hiện tượng của môi trường. Huyện đảo Phú Quốc thất thủ trong biển nước khiến dư luận như không tin vào mắt mình, bởi họ cho rằng đó là chuyện lạ. Các bạn thấy không? Một cái hòn đảo ở giữa biển mà nước biển không có lên, mà mưa thì nó lại ngập. Mưa thì lại ngập. Những bạn nào có điều kiện lên trên Google mà search nha. Thì Đà Lạt cũng bị ngập. Cao chót vót vẫn cứ bị ngập. Mà tại sao cách đây 10 năm, 15 năm không bị ngập, mà đến bây giờ chúng ta lại bị ngập? Phú Quốc cách đây 5 năm, 7 năm không bị ngập, mà tại sao đến bây giờ lại bắt đầu ngập? Lỗi do ai? Rồi chúng ta nhìn sang cái bức hình bên phải ấy, nha. Với diện tích ao hồ còn lại của Hà Nội, gần như chúng không còn đáp ứng được vai trò lá phổi xanh như chúng ta mong muốn. Đấy. Báo Giao thông thì đăng là bê tông hóa vô tội vạ là thủ phạm gây ngập đô thị. Chúng ta nhìn sang nước bạn, một trong những nước mà chúng ta mơ ước được phát triển giống như họ, đó là Hàn Quốc. Rừng bê tông đang mọc lên giữa siêu đô thị Seoul, trong khi những không gian xanh ở đây chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Đó. Rừng bê tông là hậu quả của quá trình đô thị hóa mất kiểm soát tại nhiều thành phố lớn ở châu Á. Các bạn nhìn thật sâu vào cái bức hình này. Bức hình này nó hiện đại gấp một chục lần Sài Gòn, có một chục lần Hà Nội, sầm uất hơn rất nhiều. Nhưng các bạn cứ nhìn thật sâu vào bức hình này đi. Các bạn có thấy cái vấn đề gì không? Nhìn sâu vào vấn đề thì mình mới biết được vấn đề, mới hiểu được vấn đề. Đây là đang gìn giữ hay đang phá hoại? Chúng ta nhìn sâu vào một cái thành phố sầm uất như thế này. Thử tập nhìn sâu vào. Đây là chúng ta đang gìn giữ hay đang phá hoại? Chúng ta đang phát triển hay đang phá hoại? Chúng ta thử nhìn sâu vào đi. Cái mà chúng ta gọi là phát triển đấy, cái mà các bạn đang mơ ước 30 năm nữa Việt Nam được như thế này đấy, có nên không? Nên cái năng lực nhìn sâu vào vấn đề là một năng lực rất quan trọng. Còn nếu không, chúng ta cứ nhìn hời hợt, nhìn trước mắt thôi. Ngày hôm nay tôi được cái tivi to hơn, ngày mai tôi được chiếc xe hơi xịn hơn, ngày mốt tôi xây được cái tòa nhà cao hơn. Còn trái đất này nó bị cái gì thì kệ nó. Bây giờ, rồi chúng ta nhìn sang một cái thành phố rất giống với Việt Nam, rất giống với Sài Gòn, Hà Nội luôn. Đó là giao thông ở Jakarta
luôn ở trong tình trạng ùn tắc trong khi tỷ lệ phương tiện sở hữu cá nhân ngày càng tăng cao. Các bạn thấy bầy kiến trong tổ không? Các bạn đứng ở trên cao, các bạn nhìn xuống nó nhung nhúc như bầy kiến trong tổ không? Khác gì đâu. Các bạn thử rút mình ra khỏi đám đông này đi, xong lắng tâm xuống nhìn thật kỹ vào đám đông này. Loài người sống khác gì cái tổ kiến đâu. Và cái tổ kiến nó tụ ở chỗ nào thì chúng ta gọi nó là thành phố đấy. Chúng ta gọi là hiện đại đấy. Và ở đây chúng ta nhìn sang có hai cái bức hình. Cái bức hình bên trên là rừng bê tông tại một khu đô thị xa hoa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhà Hồ Chí Minh đấy. Hình bên dưới là rừng chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ ở Sài Gòn. Hoành tráng chưa? Theo các bạn, tiến hóa hay thoái hóa? Chúng ta nhìn sâu vào đi. Tiến hóa hay thoái hóa? Đấy, các bạn thấy chưa, đẹp chưa? Tiến hóa hay thoái hóa? Làm sao mà đẹp được, đúng không? Chúng ta tàn phá thiên nhiên mà chúng ta gọi là đẹp được thì quá là kỳ lạ. Trong một cái khu vực có 200 cái tổ kiến, một cái cây cổ thụ nó hàng trăm năm rồi, nó tồn tại hàng trăm năm rồi. Cái cây cổ thụ khổng lồ này, trên đó có 200 cái tổ kiến. Các cái tổ kiến này nó có một cái quy định ngầm với nhau, là nếu nó lấy đồ về nó làm tổ, nó cắn nát ra để nó làm tổ, thì nó chỉ được phép lấy lá cây khô, chỉ được phép lấy vỏ cây khô, chỉ được phép lấy cành cây khô đã rơi xuống đất. Không được phép lấy cành cây tươi, không được phép lấy lá tươi, không được phép đào xuyên cái vỏ vào cái lõi tươi để mà lấy. Đây là một cái thỏa thuận ngầm của 200 cái tổ kiến này. Mỗi tổ kiến là hàng triệu con. Một ngày đẹp trời, có một cái tổ kiến nó thông minh kỳ lạ. Nó quyết định là nó không nhặt lá khô nữa, lấy lá tươi ở trên cây vặt luôn để làm tổ. Không lấy vỏ cây khô nữa, đào xuyên qua lớp vỏ cây khô, chui vào lớp vỏ ở bên trong, chui xuyên qua lớp vỏ bên trong vào cái lõi cây. Và nó thấy cái lõi cây mềm mại, dễ đào. Thế là cả cái tổ kiến nó hì hục, nó đào. Nó lấy cái lõi cây mềm mại, nó đắp thành một cái tổ khổng lồ. Sau 3 tháng, tự nhiên tụi nó có một cái tổ to nhất trong 200 cái tổ kiến. Những tổ kiến còn lại nhìn cái tổ kiến này đắp được một cái tổ to quá, trong một cái thời gian ngắn quá, sướng không? Trời ơi, nó có 3 tháng nó xong cái tổ, mình xây 4-5 năm chưa xong được một cái tổ. Thế là tất cả tụi nó bắt đầu hè nhau, nó bắt chiếc. Không nhặt lá khô nữa, không lấy vỏ cây khô nữa, đào thẳng vào trong lõi cây, khoét cái phần mềm nhất lôi ra đắp thành tổ. Trong hàng trăm cái tổ kiến nó đua nhau, nó khoét vào cái lõi cây đó, có vài chục cái tổ kiến thành công. Tức là tổ nó cứ càng ngày càng to ra, chỉ mất vài tháng thôi. Sau khoảng 1-2 năm, tất cả những con kiến ở trên cây, nó định nghĩa cái tổ kiến thật là, nó định nghĩa cái tổ kiến. Chị bái chào chị. Trong vòng 1-2 năm, những cái tổ kiến nó đục khoét vào cái thân cây á,
nó làm ra những cái tổ rất là to đẹp đó, đó. Nó định nghĩa đó là gì? Là hiện đại. Nó định nghĩa đó là văn minh. Nó định nghĩa đó là một cuộc sống đáng sống. Và nó chê những cái quốc gia còn lại, nó chê những cái tổ kiến còn lại vẫn cứ cặm cụi đi nhặt lá khô về làm tổ, vẫn cặm cụi đi nhặt cái vỏ cây khô về làm tổ. Tụi mày ngu nó vừa chứ. Tốc độ phát triển của tụi mày như thế có mà ăn cám. Để rồi một ngày đẹp trời, một cơn gió mạnh thổi qua, toàn bộ cái cây cổ thụ này nó bị rỗng ruột, nó đổ sập xuống. 200 tổ kiến biến mất. Vậy một ngày đẹp trời, trái đất này bị diệt vong. Loài nào gây ra? Con hổ trong rừng có làm diệt vong trái đất này không? Con cá dưới nước, con chim bay trên trời có làm diệt vong nổi cái trái đất này không? Loài người gây ra, vì sao? Vì sao? Vì chúng ta mệnh danh đó là gì? Đó là phát triển. Chúng ta phát triển trên nền tảng khai thác đến cạn kiệt, tàn phá đến cạn kiệt. Và chúng ta đang gọi đó là phát triển đấy. Những cái nhà máy nó cứ mọc lên, khói nó cứ khì xì lên bầu trời, rồi không khí thì bị ô nhiễm, tầng ozone thì bị thủng. Mà chúng ta tự nhận là văn minh đó, có chắc không? Chúng ta là văn minh hay đang là thoái hóa? Những cái sản phẩm các bạn đang dùng đó, mỗi một năm các bạn thay một cái điện thoại đó, vài năm các bạn thay một cái tivi đó, quần áo các bạn mặc đầy trong tủ đó, đồ ăn, đồ uống các bạn chất đầy trong tủ lạnh nhà mình đấy. Nó là cái gì? Nó là sản phẩm từ những nhà máy này chứ từ đâu? Chúng ta không nhìn thấy, hay là chúng ta cố ý không nhìn thấy? Thấy chưa? Cái thế giới mà người ta ngợi ca cái sự tiêu thụ, người ta ngợi ca cái sự tiêu dùng, là một trong những cái thế giới tàn phá trái đất. Trong kinh điển, có một người đến hỏi Đức Phật thế nào là giàu có nhất. Các bạn biết Ngài trả lời sao không? Biết đủ là giàu có nhất. Sống đơn giản và biết đủ chính là người giàu có nhất. Chứ không phải văn hóa tiêu thụ là giàu có đâu. Không phải đo bằng GDP là giàu có đâu. Chúng ta đo bằng GDP, chúng ta đo bằng tiêu thụ. Để rồi người thì béo phì ra, bệnh nan y thì càng nhiều lên, bệnh viện thì không còn chỗ để mà chứa bệnh nhân, không khí thì ô nhiễm, đường phố thì tắc, cầu cống mưa thì ngập, rừng thì hết, biển thì chết. Vậy cái sự phát triển này đi về đâu? Cái mà chúng ta đang ngợi ca là sự phát triển của loài người đi về đâu? Chúng ta đua nhau phát triển để làm gì? Bây giờ chúng ta phải tập nhìn đa chiều thì nó mới ra được, tập nhìn sâu hơn một tí. Đây là một cái bức hình, một nửa bên là cái trái đất do loài người xây dựng, một nửa bên còn lại là trái đất của muôn loài còn lại, của các loài thú, của mây, của gió, của cây rừng. Nửa còn lại là thành phố, là nhà máy, là tiêu thụ. Theo các bạn, nửa nào mới thực sự là đáng sống,
và nửa nào thì nó đang chết dần đi. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta mang danh là mang lại sự phát triển, nhưng thực chất có phát triển thật không? Nhìn rộng ra đi, coi chừng không phải phát triển đâu nhá. Chúng ta đang làm cái trái đất nó đen đi đấy, chứ không hề làm trái đất xanh ra đâu. Báo động về ô nhiễm rác thải, lượng rác thải nhựa do con người thải ra môi trường đủ để phủ kín 4 lần diện tích trái đất. Các bạn thấy kinh chưa? Hiện tượng ấm lên toàn cầu gây hạn hán, động vật tuyệt chủng băng tan và ngập mặn. Đặt lại câu hỏi một lần nữa, nếu trái đất bị hủy diệt, loài nào gây ra? Chúng ta mạo danh sự phát triển đấy. Chúng ta khoác vào cái tấm áo tôi đang làm phát triển đấy, tôi đang kích cầu để cho xã hội được phát triển đấy. Có chắc không? Hay là chúng ta đang vận hành bởi tâm tham mà mình không biết? Tâm tham và tâm si đấy. Tham thì mình mới kích cầu vô tội vạ, chứ si thì mình mới không nhìn được đường dài. Mình chỉ nhìn ngắn được một đời mình thôi, không nhìn được con cháu mình nó thừa hưởng cái gì. Đâu là gốc rễ của vấn đề? Đâu là gốc rễ của vấn đề? Chúng ta trồng rừng có hết được không? Chúng ta hàng ngày lấy thuyền đi vớt rác ở dọc bờ sông có hết được không? Hàng nghìn, hàng chục nghìn người đi trồng rừng có hết được không? 10 người trồng thì 100 người phá. 10 người đi nhặt rác thì 100 thằng nó vứt rác. Vậy gốc là ở trồng rừng hay gốc là ở trồng người? Chúng ta tập nhìn vào cái chiều sâu nhé. Gốc là chúng ta trồng rừng hay là gốc là trồng người? Nên chúng cuối cùng chúng ta cũng thấy quay lại thôi. Chúng ta phải xây lại nhân cách con người. Không phải là đào tạo ra một cái nghề để kiếm sống đâu. Phải xây lại nhân cách con người. Nhân cách con người vững chãi rồi thì tự nhiên tất cả mọi người đều gìn giữ thiên nhiên, đều có ý thức xây dựng chung, chứ không có tàn phá nữa. Lúc này nhờ có cái nhân cách đấy thì chúng ta mới biết đến đâu thì dừng. Còn không, tâm tham nó vận hành còn lâu mới biết điểm dừng. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.